mở cửa phiên ngày 12 tháng 10, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC ở mức 69,3 triệu đồng và 70 triệu đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, chỉ trong buổi sáng, công ty đã điều chỉnh giá 5 lần liên tiếp. Cụ thể, đến 11 giờ 30 phút sáng, vàng miếng SJC niêm yết ở mức giá mua vào là 69,5 triệu đồng một lượng và bán ra là 70,2 triệu đồng một lượng, tăng 450.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Chênh lệch giá mua bán ở mức 700.000 đồng lượng. Tại tập đoàn vàng bạc đá quý Doji, giá vàng miếng SJC giao dịch mua vào là 69,25 triệu đồng và bán ra là 70,15 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giá mua bán ở mức 900.000 đồng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào là 69,4 triệu đồng và bán ra là 70,1 triệu đồng mỗi lượng. Trên thị trường thế giới Lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm đã đẩy giá vàng trở lại mức cao nhất trong hai tuần. Chốt phiên hôm qua, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,6% lên 1.886,1 đô la Mỹ mỗi ounce. Giá vàng trên Kitco sáng nay, giờ Việt Nam, giao dịch quanh mức 1.877 đô la Mỹ mỗi ounce. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới gần 14,5 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng đang tiếp tục biến động.